Thưa quý vị, sau những trận mưa kéo dài từ hôm qua đến trưa nay đã xảy ra một số điểm ngập úng cục bộ, đặc biệt có điểm sạt lở nguy hiểm tại đèo La Ngà trên tuyến tỉnh lộ 601, gây chia cắt hai thôn Tà Lan và Giàng Bí, sau Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là thực trạng vụ sạt lở đất được chúng tôi ghi nhận trong sáng ngày 13 tháng 11. Người dân cho biết vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng. Khoảng 20 khối đất đá, cây cối chắn ngang đường đã cản trở việc đi lại của hàng trăm hộ dân ở hai thôn Tà Lan, Giàng Bí. Sạt đó, sạt mét. Mưa dông là không dám đi đâu. Rất là nguy hiểm. Nguy hiểm cái đường là nó nguy hiểm của học sinh. Học sinh đi qua đi học là không dám đi. Cơ quan chức năng đang mà có biện pháp để cho học sinh rồi các con em đi học cho an toàn. Đến khoảng 11 giờ trưa nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, đơn vị chủ đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường DT601 đã bố trí phương tiện san gạt giải tỏa mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt. Bên này thì ban đang chỉ đạo nhà thầu tiến hành hốc dọn để lưu thông tuyến. Song song với đó thì tiến hành yêu cầu nhà thầu bố trí các bao cát để dẫn dòng nước chảy trên mặt đường, tránh trường hợp mà nước chảy xuống các khu ta lưu âm được phạm vi ta lưu âm là sạt lở ta lưu âm. Là gây sạt lở lớn khi mà lượng mưa còn kéo dài trong thời gian đấy. Theo thông tin ghi nhận được, trong 24 giờ qua, lượng mưa tại xã Hòa Bắc đạt 212mm. Dự báo từ 10 giờ ngày 13 đến 15 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và kèm theo dông. Tổng lượng mưa vùng ven biển phổ biến từ 100mm đến 300mm, vùng núi có nơi trên 400mm. Vì vậy, để chủ động bảo vệ an toàn cho người dân tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng, các lực lượng chức năng trên địa bàn đang khẩn trương triển khai các phương án, sẵn sàng sơ tán nhân dân, khu vực trũng thấp, ven sông, khu vực có nguy cơ sạt lở đất.